Kính chào tất cả quý vị đến với bản tin thời sự trong nước và quốc tế 24 giờ của kênh truyền hình Quốc Võ News. Hôm nay sẽ có những bản tin đáng chú ý sau đây. Vụ án chuyến bay giải cứu từ những tiết lộ của Bộ Công an sau hơn một năm khởi tố vụ án tổ chức các chuyến bay giải cứu, những tiết lộ từ Bộ Công an đã làm rõ chân dung các bị can và nhóm tội danh bị khởi tố. Ngày 28 tháng 1 2022, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án khởi tố các bị can tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao liên quan đến việc tổ chức các chuyến bay giải cứu về tội nhận hối lộ. Bốn bị can đầu tiên bị khởi tố gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan là cục trưởng Cục lãnh sự và ba thuộc cấp tại Cục lãnh sự. Theo Bộ Công an, sai phạm này phát sinh trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan. Từ ngày khởi tố vụ án đến ngày 5 tháng 1 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng hơn 40 bị can liên quan đến các nhóm tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bắt đầu từ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, cơ quan điều tra lập mở từng manh mối và điều tra sự liên quan của các bị can trong công tác tại các bộ gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương. Với cáo buộc nhận hối lộ, cơ quan điều tra khởi tố nhiều bị can tại các bộ ngành địa phương, bao gồm các bị can Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nhiều đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola. Ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng thường trực, ông Trần Văn Dự, nguyên Cục Phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Mới đây, vào cuối tháng 12 2022, cơ quan an ninh bắt giam ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cũng về tội nhận hối lộ. Ở nhóm tội danh đưa hối lộ chủ yếu xảy ra ở các bị can làm việc tại các công ty du lịch hoặc nghề nghiệp tự do. Có thể kể đến như các bị can như là Nguyễn Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình, Nguyễn Tường Vi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn và Đầu tư ATA Việt Nam. Được biết, các chuyến bay giải cứu được thực hiện từ tháng 12 2020 với tổ công tác gồm 5 bộ, gồm là Bộ Ngoại giao, Y tế, Công an, Giao thông Vận tải và Quốc phòng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, trong đợt dịch COVID-19 có khoảng 2.000 chuyến bay được thực hiện. Số tiền nghi đưa nhận hối lộ lên tới hàng trăm nghìn USD. Hiện nay, Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã phong tỏa kê biên bị can nộp khắc phục hậu quả trong vụ án là 80 tỷ đồng. Nhận định về vụ án nêu trên, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, các bị can trong vụ án xảy ra tại các cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và các đơn vị địa phương hoạt động rất tinh vi. Ngoài ra, số đối tượng đông, phạm vi cả trong và ngoài nước, gồm có một số cơ quan ban ngành trung ương và địa phương. Các đối tượng đối phó rất quyết liệt, khiến cơ quan điều tra tốn nhiều thời gian trong xác minh vụ việc. Ông Sô nhấn mạnh như thế. Mới đây, Trung tướng Tô Ân Sô nói rằng là đã khởi tố 145 bị can, phong tỏa 1.780 tỷ từ vụ Việt Á chuyến bay giải cứu. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết vụ án chuyến bay giải cứu đã khởi tố 41 bị can, phong tỏa kê biên 80 tỷ đồng. Vụ Việt Á đã khởi tố 104 bị can với số tiền phong tỏa kê biên lên tới 1.700 tỷ đồng. Trả lời báo chí tại họp báo chính phủ chiều tối ngày 2 tháng 2 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết tiến độ điều tra một số đại án được dư luận quan tâm gần đây, như vụ chuyến bay giải cứu xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, vụ Việt Á. Cụ thể, với vụ án tại Cục lãnh sự đã khởi tố 41 bị can, tăng 2 bị can so với trước Tết, phong tỏa kê biên 80 tỷ đồng. Còn vụ Việt Á đã khởi tố 104 bị can, cũng tăng 2 bị can, với số tiền phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với tháng trước.
Trung tướng Tô Ân Sô nhắc lại, mục tiêu như tháng trước đã thông tin là cơ quan điều tra Bộ Công an phấn đấu kết thúc điều tra hai vụ án này trong quý 1 năm 2023. Tuy nhiên án tại hồ sơ nên về cơ bản mục tiêu đề ra như thế, nhưng không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới, người phát ngôn Bộ Công an nói. Trung tướng Tô Ân Sô cũng nói rằng là số bị can trong vụ Việt Á chuyến bay giải cứu còn tiếp tục tăng nữa. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, cơ quan điều tra cố gắng kết thúc điều tra các vụ là Việt Á chuyến bay giải cứu ngay trong quý 1 2023, đồng thời cho biết rất nhiều khả năng số bị can sẽ tăng trong thời gian tới. Tại họp báo chính phủ thường kỳ vào tối ngày 3 tháng 1, báo Vietnamnet đặt câu hỏi với Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an về các vụ Việt Á chuyến bay giải cứu. Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào ngày 18 tháng 11, 2022, Tổng Bí thư có yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc xử lý dứt điểm vụ án Việt Á, vụ án các cục lãnh sự Bộ Ngoại giao trong năm 2022. Xin Bộ Công an cho biết rằng là diễn biến của hai vụ này đến nay như thế nào? Đã đến hồi kết chưa? Trả lời thì Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết là liên quan đến vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, cơ quan điều tra cố gắng kết thúc điều tra trong quý 1 2023. Người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm, từ vụ Việt Á đến nay đã khởi tố 29 vụ ở nhiều nơi, 102 bị can với số tiền kê biên, phong tỏa. Các bị can nộp để khắc phục hậu quả là coi như là hơn 1.700 tỷ đồng. Với vụ chuyến bay giải cứu đến nay đã khởi tố 39 bị can với số tiền kê biên phong tỏa và bị can nộp để khắc phục hậu quả là trên 80 tỷ đồng. Trung tướng Tô Ân Sô cũng đã khẳng định rất nhiều khả năng số bị can sẽ tăng trong thời gian tới nữa. Bắt Phó Chủ tịch Quảng Nam liên quan vụ chuyến bay giải cứu. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ông Trần Quang Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Ông Tân bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan An ninh Điều tra mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hà Nội, các tỉnh, thành phố. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 22 tháng 12 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Chư Xuân Dũng và ông Vũ Hồng Nam, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản về hành vi nhận hối lộ. Sau gần một năm điều tra đến nay đã có 35 người bị khởi tố bắt tạm giam, trong số đó có một số cán bộ bị bắt liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ, gồm cựu Thủ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ trưởng thường trực và nhiều cán bộ tại Bộ Ngoại giao. Với các cáo buộc môi giới hối lộ, Cơ quan An ninh Điều tra khởi tố bà Phạm Thị Kim Ngân, cán bộ phòng trị sự, tạp chí Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ. Vâng, và bản tin thời sự của Quốc Phòng News đến đây xin tạm dừng. Xin mến chúc tất cả quý vị khán giả xem kênh Quốc Phòng News một ngày thật là bình yên và hạnh phúc. Thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ đó là có những cái đợt khuyến mãi rất đặc biệt trong tháng 2 này quý vị. Thì nếu quý vị nào đã thương ủng hộ Quốc Võ trong suốt thời gian qua thì Quốc Võ cũng xin cảm ơn rất nhiều và vì những cái lời comment và những cái lời review rất là tốt. Thì hiện tại bây giờ trong tháng 2 này có một cái đợt tri ân khách hàng bằng cách là quý vị nào mà order 3 hộp trà Asitaba, mỗi hộp giá 45 đô la thì quý vị sẽ được free một hộp nhỏ. Đây, hộp nhỏ này quý vị. Hộp nhỏ này rất là đặc biệt luôn quý vị, ha. Cái hộp nhỏ này cũng có 40 gói nhưng mà cái gói của nó bằng nửa của cái hộp lớn. Vì vậy cho nên đây là một trong những cái đợt khuyến mãi đặc biệt trong tháng 2. Nếu quý vị nào mua order 3 sản phẩm, tức là 3 hộp trà lớn, mỗi hộp giá là 45 đô la thì quý vị sẽ được free một hộp trà nhỏ này. Đặc biệt ngoài ra đó thì nếu quý vị nào mà order những cái bột dinh dưỡng
Tại vì cái bột dinh dưỡng này á, là cái mặt hàng mới mà rất là giá trị. Quý vị thấy cái hộp không? Dày và giá trị. Thậm chí nếu quý vị nào mà uống hết những cái bột này trong đây á, thì quý vị có thể dùng cái hộp này để đựng nước chai cũng được quý vị. Đó, mỗi hộp như vậy đó là có 60 gói trà bên trong, 60 gói bột bên trong ha. Tùy vào cái trọng lượng cơ thể mà quý vị uống một hoặc là hai gói cho mỗi lần uống. Thì hiện tại Quốc Võ đang bán với giá là 95 đô la cho một cái hộp này. Và được tặng miễn phí một hộp trà nhỏ. Như vậy, một combo là 95 đô la ha quý vị ha. Rồi, đây là một trong những cái điều tuyệt vời mà trong tháng 2 chúng ta sẽ chia sẻ với nhau bằng cái đợt khuyến mãi tuyệt vời. Một lần nữa xin chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Nếu như quý vị nào muốn order sản phẩm thì quý vị hãy gọi về Quốc Võ với số điện thoại là 714-247-9474 nha. Nhắc lại là 714-247-9474. Xin kính chào quý vị.